Rồi xin chào anh chị ha, nay em quay cho anh chị xem một cái cây cát em sổ. Cái này em không nhớ sổ nó bao nhiêu, hình như là 2018 thì vậy. Cây này thì có ưu điểm là rất xiên bông, không có mùa. Bông của nó là khoảng từ 12 tới 14 cm và lúc nào cũng là nở từ chùm từ 2 tới 3 bông ha. Lúc nào cũng là 2-3 bông, rất xiên hoa, bông thơm. Cây này thì chậu này hiện tại là 2, 4, 6, 8, 10 thân. 10 thân đi hai hướng nguyên zin. Cây này chưa khai thác gì hết. Cây này có đặc điểm là cái phần gốc nó lúc nào nó cũng xoáy tròn nha anh chị em. Cái phần gốc nó là những cái lớp lụa này nó không có đi hai hướng như bình thường, là cái lụa nó sẽ xoay tròn giống như bông sen á, rồi nó mới lên thân lên lá. Cái mầm gốc nó sẽ nhiều hơn những cái giống khác một chút. Lớp lụa lúc nào nó cũng xoay. Cái này thì được cái là cái lưỡi nó mở, khuôn cũng khá là cân đối ha. Cái này ship nguyên chậu nha anh chị em. Thuần than chọn chậu size chậu 14. Anh chị nào muốn sưu tầm cây cát này thì mình tham khảo ha. Các anh chị xem video nhớ đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha anh chị em. Cảm ơn các anh chị đã xem video ạ.